Dân nhà nông thân mến, chào tất cả các anh chị cô chú gần xa nha. Thì buổi sáng hôm nay em cũng đi đắp nước cái miếng ruộng của em mới xả hôm vừa rồi nè cả nhà. Thì sau khi mà diệt mầm xong thì cỡ bao nhiêu ngày là đắp nước vô ha. Thì lúc mà làm đất là tới làm đất xả xong là mà từ 1 tới 3 ngày. Thì em xịt mi treo ha. Thì trong khi xịt mi treo xong là 3 ngày sau là em tiến hành em vô nước nha cả nhà. Đây thì lúa em này khoảng là 6 ngày cả nhà. Em cho cả nhà xem ha. Thì mật độ này là em xào khoảng 15 kg nha cả nhà. Thì em cũng quay chia sẻ cả nhà mình cùng xem. Giờ mới có 6 giờ sáng nha cả nhà. Đây, lát em đi dài dài chổng thì cái miếng này bữa em mới xạ này, em quay cho cả nhà mình xem nè. Cái này em đi cái mé ba dưới này em đi lên nha cả nhà mình xem cho vui ha cả nhà. Đây ruộng của ông chú kế bên nè. Năm nay cũng hiện tới thì hiện tại giờ thì em thấy cũng, cũng khá là tốt rồi cả nhà. Thời tiết nói chung là cũng không có bệnh hoạn gì mấy. Thì lúa năm nay không biết có được mùa hay không nè. Thì mình làm đất á cả nhà. Thì cho nó bằng phẳng như thế này nè. Thì mà khi chúng ta xả xuống thì nói chung nó thoát nước tốt á. Thì cả nhà thấy cái lúa lên nè. Cũng một mẫu này cũng rất là đều luôn cả nhà. Nói chung là không có bị mất như ở trên kia. Trên kia em xả bữa trúng mưa ngập mất tùm lum hết trơn. Xấu lắm, nhìn lúa nản luôn á. Xa xa bên đó thì ông chú cũng đang dậm ha. Sáng sớm ông làm sớm. Em quay về để cả nhà mình xem mà tham khảo ha. Thì nói chung mà anh chị cô chú nào thì có góp ý gì thêm á thì hãy bình luận ở phía dưới nha cả nhà, phía dưới video. Chung mật độ vậy là cháu em thì cũng khá là vậy là được nha cả nhà. Đó. Cái đám lúa bên ông chú này cũng năm nay khá là đẹp luôn. Hiện tại em cũng đi tàn tàn vô tới miếng trong rồi cả nhà. Thì em cũng quay luôn cái miếng này cho cả nhà mình xem ha. Thì nè, em xả nè. Nói chung là miếng nào như miếng nấy nha cả nhà. Cả nhà thấy nếu mà sau khi mình diệt mầm bị treo á là cái mặt đất mình y như một lớp keo nha cả nhà. Là nó không có cỏ lên được đâu. Đó. Nó rất là nhìn mặt đất nói chung là không không có cái hiện tượng mà cỏ lên. Thì như vậy thì sau khi mình vô nước
thì nó rất là hiệu quả nha. Đó. Thì các anh chị cô chú cũng phải lưu ý ha, thì mình khi mình đắp nước như vậy nè, mình phải đi thường xuyên thăm hang cua, hang còng rồi đó. Nói chung là khi mà mình phải giữ nước để 8 tới 10 ngày mình rải phân nha cả nhà. Thì trong mấy bữa nữa thì em cũng tiến hành rải phân luôn. Đó, miếng bên đó thì cũng em cũng xạ một lượt luôn nha cả nhà. Nói chung là nó đều đều với nhau hết cả nhà. Em mất cái chủng rồi cả nhà. Đó. Có cái lỗ này bị mất. Để em quay qua cái miếng bên này cho cả nhà mình xem. Đây. Chung là miếng nào cũng y như miếng nào luôn đó nha. Rất là đều ha. Thì cái video này em cũng nói sơ sơ về cách mình xịt thuốc và đắp nước nha cả nhà. Thì em chia sẻ cho những anh chị mà mới biết làm và những anh chị mà đã làm thì em không dám nói ha. Thì anh chị nào mà biết rành hơn em thì có thể hơi bình luận ở phía dưới nha cả nhà, để cho em và cùng các anh chị khác học hỏi thêm. Rồi cuối video em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những cái video tiếp theo của em ạ.